Các bạn thân mến, rất vui vì được quay trở lại cùng với các em ở trong buổi tối ngày hôm nay. Trong một buổi tối Hà Nội rất mát mẻ như thế này, thì chị nghĩ rằng là rất là phù hợp để chúng ta cùng với nhau chia sẻ về một điều gì đó. Thế nên là chị đã có mặt cùng với các bạn. Dù bây giờ thì đã là khoảng gần 23 giờ rồi. Vừa rồi thì fanpage Học Văn Chị Hiên có đăng một cái tút rất là dài lên, chỉ với một cái câu duy nhất thôi, đó là bỏ điện thoại xuống và hãy học bài đi, đúng không ạ? Mà nhận được cái lượng tương tác khủng khiếp từ các bạn. Bản thân chị nghĩ rằng là đây có thể là cái điều mà các bạn đang cực kỳ mong muốn ở trong lúc này. Chúng ta tạm thời bỏ điện thoại xuống, chúng ta ngồi nghiêm chỉnh lại và chúng ta cùng với nhau học bài thôi. Bởi vì là sắp đến lúc mà chúng ta cần phải bước vào cái chiến trường cực kỳ là gian khổ rồi. Thế mà bây giờ mà chúng ta không học thì chắc là chẳng còn lúc nào để chúng ta có thể kéo lại mọi chuyện nữa, đúng không ạ? Xin chào 210 bạn đang xem phần livestream của chị. Chúng ta sẽ cùng đợi 300 bạn rồi sẽ bắt đầu buổi tối ngày hôm nay với một cái phần chia sẻ mà chị sẽ trích ra từ trong cuốn sổ tay văn học Học Văn Chị Hiên các bạn nhé. Lâu ghê rồi thì bạn sổ tay văn học không được xuất hiện, thế nên là bạn ấy cũng cảm thấy là hơi kém miếng, khó chịu một chút xíu. Em ơi, có một thông tin vui dành cho các bạn sở hữu cuốn tuyển tập 40 bài văn mẫu của chị Hiên. Đó chính là chúng ta sắp có audio nói cho những cái bài văn mẫu ở trong cuốn sách đó. Thay vì việc là các bạn đọc nhàm chán, lúc nào mà các bạn cảm thấy là mình muốn nghe, tức là mình muốn trước khi đi ngủ mình nghe một cái bài văn tham khảo chẳng hạn, thì chúng ta sẽ sắp tới sẽ có phần audio riêng dành cho các bạn sở hữu sách 40 bài văn mẫu trọng tâm. Và khi nào có thì chị sẽ liên hệ với các bạn liền, nên là các em đừng nhắn tin cho admin để khủng bố admin các bạn nhá. Ừ, lớp mình học xong rồi Mai Vương ạ. Một lát nữa em vào xem lại giúp chị nhá. Bỏ điện thoại thì không xem được livestream của chị á. Ok, xin chào Thanh Thảo, xin chào các bạn. Hiện tại đã có 250 bạn rồi, chúng mình sẽ cùng đợi thêm 50 đối thủ nữa rồi sẽ bắt đầu buổi tối ngày hôm nay với chị nhá. Ok, xin chào Thần Hy, xin chào em. Xin chào Ngọc Hân, xin chào Thanh Thảo, xin chào Băng Tâm. Sao rồi ạ? Bỏ điện thoại xuống chưa? Đi học bài chưa? Thấy kiểu like tút thả tim ầm ầm mà vẫn chưa làm được ư? Em nản dần chị ạ. Nản gì? Tầm này sao lại nản? Ok. Các bạn ơi, đợi mọi người một chút xíu nhá. Cái cuốn này thì có giá là 139.000 các em nhá. Được không nào? Nếu như mà muốn nhận thêm thông tin về cái cuốn sách này thì các em nhắn tin cho admin fanpage Học Văn Chị Hiên nha. Mong chị ra sớm. Em đọc thì chán lắm ạ, thế à? Rồi, ok, yên tâm. Chị nói chung là làm những cái điều gì tốt nhất cho các bạn. Và hy vọng là những cái phần audio về các bài văn tham khảo đó gửi đến cho các bạn có sách thì các em sẽ yêu cái cuốn sách đó hơn và các bạn sẽ chăm chỉ học hơn nhá. Các bạn ơi, nếu như mà muốn đặt sách thì hãy nhắn tin cho admin fanpage Học Văn Chị Hiên nha. Ok, xin chào Văn Hùng, xin chào Mi Phan, xin chào Thu Lan, xin chào Linh, xin chào Thanh Phương. Cuối tuần sau em thi à? Chị chúc Thanh Phương thi thật là tốt nhá. Xin chào Thắm Trần, 2K1 vẫn vào xem, rất là cảm ơn May nhá. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mai dậy đi học. Các bạn ơi, cuốn sách đó có giá là 139.000 nhá. Ok không? 139.000 nhá. Chị ơi, đăng ký khóa học nữa không ạ? Ô, có chứ, nhắn tin cho admin fanpage Học Văn Chị Hiên ngay. Tầm này mà học với chị Hiên là chỉ có gọi là thành công thôi. Yên tâm là như vậy. Team chị Hiên hay trúng đề lắm. Ừ đấy, bảo bỏ điện thoại xuống mà. Nếu mà bỏ là không xem được chị like rồi. Rồi các bạn ơi, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng bắt đầu buổi tối ngày hôm nay với nhau để nhanh chóng các bạn còn đi ngủ nhá. Ngày hôm nay các bạn muốn chị chia sẻ về tác phẩm nào ạ? Hãy cho chị một cái comment ở đây. Và chị sẽ... gì ạ? Mong môn văn sẽ kéo môn anh của em lên. Ok, cố gắng nhá. Rồi, các bạn ơi, nào, hôm nay các bạn muốn chị chia sẻ về tác phẩm gì? Đây, cả một trời thương nhớ, lâu rồi không cho em ý xuất hiện. Em ý kiểu
À Nhung ơi, em yên tâm là khi mà bắt đầu cái khóa học của mình thì tài liệu sẽ được cung cấp rất là đầy đủ trong các cái buổi học, được không ạ? Còn bây giờ thì team chị Hiên cũng đang biên tập những cái tài liệu để có thể đăng dần lên cho các bạn. Nên là Nhung cứ yên tâm nhá, tham gia vào cái khóa học đấy là bao chất luôn. Năm vừa rồi ấy, khoảng tầm rất là, tức là đến 80% là các bạn ấy đã đạt được cái số điểm là trên 7 điểm khi tham gia vào cái khóa học đấy. Nói chung là chuẩn bị một cái tinh thần thật là sẵn sàng là được nhá. Nhung nhá, yên tâm cái điều đấy, ok chưa? Lâu rồi không cho em ấy xuất hiện, kiểu hao mòn thanh xuân luôn ấy. Sổ tay văn học không biết từ bao giờ đã trở thành một trong những cái người bạn cực kỳ là thân thiết của học văn chị Yên, và đây là cái bộ sách làm nên thương hiệu của học văn chị Yên luôn. Đúng không? Rồi, nếu như mà các bạn muốn tham khảo bài nào thì chị sẽ bỏ cái bài đó ra cho các bạn. Nào, các em muốn tham khảo bài gì? À, rất là nhiều bạn vote Việt Bắc à. Đúng không? Rất là nhiều bạn vote Việt Bắc à. Thế thì chị sẽ bỏ Việt Bắc ra nhá. Chúng ta sẽ cùng tham khảo một cái đoạn về Việt Bắc ở trong sổ tay văn học nha, được không? Sóng chị giảng nhiều rồi. Sóng dạo gần đây chị đăng rất là nhiều bài rồi, nên là các bạn sẽ chịu khó xem lại nhá. Các em sẽ chịu khó xem lại nha. Rồi chị sẽ lấy chị sẽ lấy Việt Bắc. Nghe giọng chị em cứ buồn ngủ à. Trời ơi, mấy cái đứa này nhá, suốt ngày trêu chị ấy, toàn bảo chị là: "Chị ơi, em trước khi đi ngủ em toàn nghe audio của chị thôi, tại vì là em cảm thấy là nghe audio của chị xong ấy, em cảm thấy là kiểu em dễ ngủ hơn." Chị nói thật là chị không biết là chị nên vui hay nên buồn với cái điều đấy nữa. Chị nói thật đấy. Nhưng mà thôi, chắc là chị cứ nên vui đi nhở, được không? Chắc là chị cứ nên vui đi, bởi vì kiểu mình có cái động lực là học sinh của mình cảm thấy là mình đang làm tốt một cái vai trò là du các bạn ấy ngủ sau một cái ngày mà các bạn ấy rất là mệt mỏi. Được không? Chị nên vui như vậy có được không? Nhưng mà trước tiên để bắt đầu cái phần phát trực tiếp này thì các bạn hãy nhanh chóng chia sẻ về trang cá nhân của mình nhá. Bởi vì rất có thể là admin sẽ vui tính mà gọi là admin sẽ vui tính mà xóa đi đấy. Nên là các bạn hãy nhanh chóng gọi là chia sẻ về đi, đề phòng trường hợp là đôi khi mình muốn nghe lại mà lại không nghe được. Ok, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng bắt đầu luôn với ten 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 Việt Bắc nhá. Ok, nào chúng ta sẽ cùng đến với Việt Bắc. Nhìn nè, hôm vừa rồi á, ở trên rất là nhiều trang nhá, có đăng cái hình ảnh này, các bạn có thấy quen thuộc không? Sau đó thì các bạn đi gạch cái chỗ này này, 2002 này, chính là cái hình ảnh đó, chính là ở trong sổ tay văn học của chị luôn. Gọi là cái hình ảnh sổ tay văn học của chị là đi muôn nơi luôn các em ạ. Chị nói thật, đi muôn nơi luôn. Nào thì ở trên rất là nhiều trang luôn ấy đăng cái hình ảnh này và gạch cái 2002 này. Và các em ơi, chị xin nhắc lại một lần nữa và đính chính lại một lần nữa thì cái hình ảnh đó chính là ở trong sổ tay văn học của chị đấy. Nên là nếu như mà các em thấy quen thuộc thì nó cũng là bình thường thôi. Các em nhìn này, xong rồi người ta gạch cái số 202 người ta khoanh vào đây này, các em nhớ không? Các em có nhớ cái ảnh đấy không? Người ta khoanh 202 vào đây ấy, thế xong người ta bảo là: "Thôi chết rồi, khả năng cao dễ là các bạn gì ạ?" Thế à, ok. Các bạn ơi, đây này, các em có thấy cái hình ảnh này quen thuộc không? Rất là nhiều trang đã lấy cái hình ảnh này chụp hình ảnh sách của chị lên để đăng lên. Và ở đây chúng ta thấy là các bạn đã khoanh cái 202 này vào ấy. Thế là các bạn ấy bảo là khả năng cao là năm nay vào Việt Bắc chị ạ, kiểu vậy. Đấy. Đấy, nên là chị cũng không biết là như nào, nhưng mà đôi khi nó cũng là một cái gì đấy, kiểu một cái tín hiệu phía trước ấy. Thôi thì chúng mình cứ tìm hiểu nhá. Nhớ không? Nhớ cái ảnh đấy không? Ừ, đúng rồi. Cái ảnh này này, quen thuộc luôn, sao các bạn ấy khoanh vào cái này này. Đó là từ sách của chị đấy. Các bạn ấy chụp ở trong sách của chị ra. Ok. Em nhớ ạ, à, đợt nọ có thấy thật. Rồi, xin chào 500 đối thủ đang thức rất khuya để học văn. 500 đối thủ chào nhau cái. 450 đối thủ chào nhau cái. Đây, bây giờ mà ai đi ngủ sớm là dễ là sẽ gọi là kiểu không tiếp thu được đây. Bây giờ đố đố bạn nào dám đi ngủ sớm đấy. Bây giờ lại gạch thêm cái 2002 nữa ở đây này. Thì đồng nghĩa với việc là kiểu kiểu sợ cực này. Kiểu như là các bạn ấy bảo là kiểu như điềm báo ấy. Đấy, kiểu vậy nhá. Nào, các đối thủ chào nhau cái để chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Có một cái đoạn, đây các em nhìn này, chị có một viết một cái đoạn ở đây như sau. Đây là một cái đoạn thơ mà Tố Hữu đã viết trong bài ca Mùa Xuân năm 1961. Như thế này: "Anh nắm tay em sôi nổi vụng về, mà nói vậy trái tim anh đó rất chân thật chia ba phần tươi đỏ.
anh dành riêng cho Đàm phần nhiều, phần cho thơ và phần để em yêu. Tố Hữu sinh ra để phụng sự cho cách mạng, phụng sự cho thơ. Nguồn thơ của ông dạt dào niềm tin yêu vô tận. Được không ạ? À? Ví dụ là như vậy, ok chưa? Rồi, thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với một cái đoạn đi. Một cái đoạn mà các bạn rất là lo lắng. Nha. Một cái đoạn mà các bạn rất là lo lắng đây, đợi chị chút. Ồ, các bạn ơi đợi chị chút xíu nha. Xin chào các đối thủ. 500 đối thủ rồi đấy. Các bạn ơi, 500 đối thủ ở đây, sợ quá. Sợ quá. Rồi, các bạn ơi, chúng ta sẽ có một cái đoạn ở đây nhá. Chị sẽ phân tích cho các bạn 8 cái câu thơ đầu trong bài thơ Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu. Và đây, đây là cái phần mà chị đã viết ở trong sổ tay văn học của mình như thế này. Trong cuộc sống này, có khoảnh khắc nào lưu luyến bằng khoảnh khắc chia xa? Người bình thường như chúng ta vốn đã rất nhạy cảm khi phải đối mặt với những phút giây như vậy, huống chi là thi nhân. Tố Hữu là một trong những cán bộ cách mạng có mặt trong cuộc chia ly sau khoảng thời gian 15 năm vẹn nghĩa nồng tình gắn bó với đồng bào Việt Bắc. Dẫu biết rằng xa tới đâu, chỉ cần giữ cho mình những tình cảm trọn vẹn là đủ. Nhưng dù cố gắng, người cán bộ ấy lại không thể nào ngăn nổi sự hụt hẫng bâng khuâng. Tố Hữu đã thật tinh tế khi lựa chọn những câu chữ để đặt vào vần thơ mở đầu. Ấy cũng chính là những vần thơ gửi trọn bao nỗi niềm tâm sự. Ok không ạ? Nhá. Đấy là cái cách mà chị đã dẫn vào. Các bạn hoàn toàn có thể học hỏi. Ok chưa ạ? Các em hoàn toàn có thể học hỏi nhá. Mình về mình có nhớ ta, 15 năm ấy thiết tha mặn nồng. Câu thơ của Tố Hữu phảng phất chất liệu ca dao, chất liệu dân tộc được kết hợp với lô xưng hô mình ta đầy ý nhị. Tiếng lòng của người ở lại đã được gói ghém và thể hiện một cách trọn vẹn ở hai câu thơ này. Câu hỏi tu từ được nhà thơ sử dụng một cách linh hoạt rất phù hợp để thể hiện những nỗi niềm sâu kín của người ở lại. Mình về, mình có nhớ ta. Câu thơ thể hiện dưới hình thức là một câu hỏi tu từ và có cấu trúc phần lớn là vần bằng. Thêm vào đó, từ kết thúc được lựa chọn là từ ta, mang âm A. Đây là một âm có sức lan tỏa bởi đó là một âm tiết mở, tạo sự ngân vang và dư ba cho câu thơ. Thêm vào đó, từ về xuất hiện ngay sau từ mình cũng được coi là điểm rơi thấp nhất của câu thơ, tạo ra một khoảng hụt hẫng, trống vắng khó tả. Những tiếng thơ đầu tiên cất lên hỏi trực tiếp vào cảm xúc của những người cất bước. Hỏi là thế, nhưng thực tế là muốn thể hiện những tình cảm của mình dành cho cán bộ về xuôi. Còn thương nhiều, vấn vương nhiều, nên mới muốn tìm cho trái tim điểm tựa để tìm về. Câu hỏi khơi dậy kỷ niệm, sợi dây nghĩa tình giữa đồng bào Việt Bắc và cán bộ miền xuôi. Giọng khởi đầu đã là giọng thương yêu trìu mến, vương vấn bao nỗi niềm, lưu luyến, để rồi Tố Hữu viết tiếp. 15 năm ấy thiết tha mặn nồng. Câu hỏi hướng về khoảng thời gian 15 năm. 15 năm vốn chỉ là khoảng thời gian vô tri trong tâm thức của mỗi người. Thế nhưng với người đi kẻ ở, đó lại là khoảng thời gian chứa đựng biết bao nhiêu niềm vui nỗi buồn, biết bao nhiêu gian khổ hy sinh, biết bao nhiêu ân nặng nghĩa tình của đôi bờ miền xuôi miền ngược. Khoảng không gian này không chỉ đơn thuần nhắc tới năm tháng cùng sinh hoạt chiến đấu, mà còn là khoảng thời gian nhắc về cội nguồn của cách mạng. Nhà thơ đã rất tinh tế khi lựa chọn cách thêm vào sau mốc thời gian từ ấy để cá nhân hóa, trữ tình hóa, cảm xúc hóa khoảng này. Theo tâm lý bình thường, người ở lại vẫn thường rất nhạy cảm với những cuộc chia xa, bởi vì người đi thì thường háo hức khi được đến khám phá những điều mới lạ ở chân trời, ở một chân trời khác. Chính vì thế, bao cảm xúc bao trùm trong câu thơ này là cảm giác hụt hẫng nhớ mong, biết bao nhiêu nghĩa tình sâu nặng được gói trọn trong hai từ thiết tha mặn nồng. Trong ca dao, dân ca, hai tính từ này thường được sử dụng để nói về tình yêu lứa đôi. Thế nhưng ở đây lại được Tố Hữu sử dụng để đưa vào giây phút chia ly giữa người đi kẻ ở, là đồng bào miền xuôi, là đồng bào miền ngược và cán bộ miền xuôi. Ví dụ là như vậy, ok không ạ?
chưa cần người ra đi hồi đáp. Người ở lại muốn tiếp tục được hỏi người ra đi về nỗi nhớ niềm thương này. Mình về mình có nhớ không? Nhìn cây nhớ núi, nhìn sông nhớ nguồn. Vẫn là dạng câu hỏi tu từ, đây là lời tâm tình của người ở lại hỏi người ra đi. Câu thơ như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng gửi đến cán bộ cách mạng với mong mỏi. Khi về Hà Nội rồi, liệu rằng có còn nhớ đến nơi đây hay không? Nhớ về những kỷ niệm, những ân tình trong bao ngày vất vả. Giống như cách Tô Hữu cũng đã từng lưu giữ lại bao kỷ niệm với đồng bào trong những vần thơ của mình. Các bạn ơi, đây là cái đoạn mà các bạn có thể liên hệ mở rộng nhé. Như thế này: lại những ngày đi vắt với sương, ngô bung sôi nhạt nước lưng bương. Đến đêm mưa rình rặc tai thao thức, mùa lại mùa qua rét nhức xương. Đây là bài Lên Tây Bắc của nhà thơ Tố Hữu, được không ạ? Chúng mình có thể liên hệ mở rộng như vậy. Đó là cái cách mà chị khéo léo đưa cái phần liên hệ mở rộng vào mà các bạn có thể học hỏi. Ok chưa? Nỗi niềm được nhắc nhở bộc bạch qua hai từ núi, sông. Từ núi biểu thị cho nỗi nhớ thiên nhiên, từ sông nhắc tới cội nguồn, vừa là cội nguồn của cách mạng, thế nhưng đó cũng là cội nguồn của nghĩa tình. Ok không ạ? Ví dụ là như vậy. Các em ơi, hiểu ý chị không? Các bạn hiểu ý chị không? Ví dụ là như thế, là bốn cái câu thơ đầu trong bài thơ Việt Bắc là như thế. Ok chưa? Nhá. Thì chị nghĩ rằng là các bạn cũng hoàn toàn có thể kiểu phân tích giống như cái cách mà chị vừa phân tích cho các em ấy. Thực sự là nó không quá khó khăn đâu. Đúng không? Nó không quá khó đâu. Nó, chị nghĩ là nó khá là đơn giản chứ không phải là khó. Chúng ta cứ bám vào từ ngữ, bởi vì chúng ta thấy rằng là về thơ ấy thì bao giờ cũng sẽ bao gồm hai cái yếu tố tạo thành, một là điệu hồn và hai là cấu trúc, đúng không ạ? Cái cấu trúc ở đây là những cái ngôn từ để chúng ta viết trong thơ, những cái biện pháp tu từ, những cái kỹ thuật về thơ mà chúng ta đề cập đến. Còn điệu hồn ở đây là những cái cảm xúc mà chúng ta cảm nhận được ở trong những cái phần thơ đấy. Ok không? Như các bạn cũng đã thấy là các bạn muốn chị review một chút về sách thì ở đây chị cũng sẽ review cho các bạn cái cuốn này trước đi nhá. Cuốn Việt Bắc này. Thì trước tiên là các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có một cái phần mở đầu như thế này, là thư ngỏ. Ok chưa? Các bạn học như thế này thì sẽ rất là tiện luôn. Cái thứ hai là các bạn sẽ có đây là một cái phần lời dẫn của chị, để tạo cái cảm hứng cho các bạn khi mà học cái tác phẩm đó. Có một cái hay là chúng ta có những cái quyển riêng, thế nên là các bạn học nó cầm đi sẽ rất là dễ. Kiểu ý định hôm nay mình học cái tác phẩm nào thì mình cầm đi nó sẽ rất là dễ. Như sau này, ví dụ nhá. Cứ mỗi lần thấy cuộc đời chán nản, ừ thì lại lóc cóc đạp xe ra một hiệu sách, mà phải là một hiệu sách thật cũ, để làm một việc nghe có vẻ hơi điên rồ, là đọc thơ Tô Hữu. Chị cũng không biết diễn tả thế nào cho phải, cho đủ. Chỉ cảm thấy những vần thơ của người nghệ sĩ này thực sự có sức lay động rất lớn, mà không hẳn là lay động mà là truyền động lực rất lớn. Thôi thì cứ mạn phép được gọi mình là bông hoa, để một lần được tưới tắm bởi hồn thơ trữ tình chính trị này có được không? Được không ạ? Nó là một cái lời dẫn. Tiếp theo này, chúng ta sẽ có kiến thức chung về tác giả, được không ạ? Trước tiên là chúng ta có một cái phần list ra những cái ý chính nhất này, kiểu theo keyword ấy. Cái tiếp theo đây là chúng ta có một cái lời dẫn mà chị chọn những cái tiêu biểu nhất của tác giả ấy, chị viết ở đây. Sau đây là chúng ta có những cái thông tin được sưu tầm về tác giả rất là đầy đủ, được thống kê ở đây giữa quá trình trưởng thành và sự nghiệp văn học, tức là cuộc đời riêng và cuộc đời văn học. Thế chương 2 là chúng ta bắt đầu có tác phẩm. Ở trong tác phẩm này là chúng ta có về hoàn cảnh ra đời này. Ok chưa? Chúng mình có về hoàn cảnh ra đời này. Đây, ở đây chúng ta còn có cái từ khóa ghi nhớ luôn. Những cái từ khóa ghi nhớ để có thể nhớ được về cái hoàn cảnh ra đời của tác phẩm đấy. Ok chưa ạ? Đấy, sau đây chúng ta sẽ có nội dung chính của cái này này. Chúng ta có cái phần phân tích cụ thể này. Thì cái phần phân tích này chị đã gạch ý từng cái ý nhỏ cho các bạn như thế này rồi á. Xong bắt đầu chị viết thành cái bài văn luôn để cho các bạn học cách diễn đạt. Ok không? Thế sau khi mà xong hết cái phần kiến thức này xong thì lại có một cái phần rất là hay ở đây mà các bạn có thể tìm thấy. Đó là chương 3. Những cái kiến thức liên hệ mở rộng ở đây này. Những nhận định hay về tác giả này. Đấy, những nhận định hay về tác phẩm này. Ok chưa? Và đây đối với thơ chị còn list ra một số đoạn thơ hay trong các tác phẩm của Tố Hữu nữa. Đấy, để các bạn có thể học luôn thì chị nghĩ là nó rất là tiện. Bản thân chị nghĩ đây là một cái cuốn sách rất là tiện lợi cho các bạn. Ok chưa? Đấy, tiếp tục ở đây chúng ta còn có những cái dạng đề thi ở đây chính này. Và thêm một cái nữa đó là chúng ta có một cái mã QA ở đây. Một là để nghe audio và hai là để xem đáp án các cái dạng đề này. Đấy, một cái cuốn sách chị nghĩ là bao gồm quá nhiều thứ cho các em ở trong này luôn. Ok không? Nhỏ gọn lắm, nó đáng yêu cực. Kiểu nó chỉ nhỏ nhỏ xinh xinh như này thôi ấy. Đấy, thì nếu như mà các bạn...
Ok chưa? Ok không? Nhá. Thì đối với cái quyển Việt Bắc này là chị chỉ phân tích một số những cái đoạn chính thôi. Còn lại là chị vẫn định hướng học cho các bạn. Nhá. Còn những cái quyển khác mà những cái tác phẩm khác thì chị đều phân tích hết sạch mà, đâu có thiếu phần nào đâu. Đúng chưa? Thì các bạn có thể tham khảo hay là cái cuốn Tây Tiến này. Cuốn Tây Tiến này hay là cuốn Sóng này. Đó, Sóng Sánh này. Tây Tiến này, kiểu vậy. Đối với văn xuôi thì chúng ta có cái bộ ba cái cuốn này rất là xinh xẻo này. Đây này. Cuốn này xinh không? Ở trong này thì chúng ta có cái tab đáp chúng ta có này. Như sau này. Trong này chúng ta có Ai đã ra tên cho dòng sông, Chữ người tử tù, Vĩnh biệt cửu trùng đài và Người lái đò sông Đà. Ok chưa? Cái quyển này thì chúng ta có đây. Chúng ta có này. Gì đây ạ? Hai đứa trẻ này, Chiếc thuyền ngoài xa và Rừng Xà Nu. Ok không? Tiếp tục quyển này thì chúng ta có đợi chị chút xíu. Đây. Chí Phèo, Vợ Nhặt, Vợ Chồng A Phủ, Hồn Trương Ba Giàng Thịt. Nói chung là đầy đủ hết tất cả 11 và 12. Mà nhìn kiểu rất là xinh xẻo luôn đấy. Chị rất là ưng ý với cái bộ này nên là chị vẫn chưa thay đổi cái thiết kế và chị cảm thấy rất là ưng ý luôn. Ok không ạ? Được không? Đấy thì các bạn có thể tham khảo thêm. Là sao hả Nhung? Chị không biết. Cái gì hả Nhung? Chị sao lại áp tài liệu phân tích lên là sao Nhung? Chị không hiểu á, chị không hiểu lắm. Chị không hiểu lắm. Hôm nay tự nhiên lúc lúc nãy kiểu đang giảng bài ấy, tự nhiên chị cảm thấy kiểu tự nhiên kiểu sụt xịt như kiểu là cúm ấy. Đấy, giọng chị cũng đang không được tốt này. Giọng của chị cũng đang không được tốt đây, nên là các bạn sẽ thông cảm với chị nhá. Giọng chị bây giờ cũng đang không được tốt đây này. Thật sự luôn. Nên là vừa rồi chị cũng định là sẽ chia sẻ với các bạn về một cái bài văn hay, nhưng mà thực sự là bây giờ cái giọng chị nó không được tốt và chị cảm thấy là nó càng ngày nó càng bị kiểu đau họng hơn rồi. Thực sự là đang đau họng hơn rồi á. Nên là các bạn sẽ thông cảm với chị nhá. Có thể là sáng ngày mai chị sẽ dậy sớm để học cùng với các bạn ở trên fanpage. Nên là có gì thì chúng mình sẽ kiểu chờ đợi nhau vào buổi sáng ngày mai xem sao nhá. Được không ạ? Chị thì luôn muốn làm những cái điều bất ngờ. Ngày hôm nay thì quay trở lại với các bạn với một cái phần stream ngắn ngủi như vậy để các bạn không quên chị thôi. Còn chị hy vọng là chúng ta có thể gặp nhau trong buổi sáng ngày mai. Nói chung là cũng cũng chưa biết được. Cứ đợi chờ nhau xem sao nhá. Ok không? Rồi, còn ngày hôm nay thì chắc là bây giờ chị phải đi nghỉ ngơi thôi, bởi vì chị cảm thấy là cái giọng của chị nó đang không tốt rồi. Chị sẽ lấy sức để có thể tiếp tục cùng với các em và kiểu như là phát trực tiếp cùng với các bạn nhiều nhiều hơn nữa để các bạn học hỏi được nhiều thứ hơn nữa. Ok không? Cảm ơn các em rất nhiều vì ngày hôm nay đã xem cái phần livestream ngắn ngủi này và chúng mình sẽ hẹn gặp nhau vào khoảng thời gian sớm nhất nhé. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn ngủ thật là ngon nha. Bye bye.